ác nhân Nguyễn Võ Quỳnh Trang là một quần quận con chính hiệu. Người bạn này sau khi chia sẻ thì cũng rất lo ngại sẽ bị lũ quận con say máu cắn phá nên đã khóa Facebook. Tuy nhiên, những dòng trạng thái và cả ảnh chụp màn hình tin nhắn của bạn với Trang sát thủ thì đã kịp tràn ngập mạng xã hội Việt rồi. Bạn này viết như sau. Nói rõ để mọi người hiểu, trước đây mình có chơi chung với Trang và một nhóm bạn nữa vì lý do công việc. Nhưng chẳng hiểu sao đến 3/4 số người trong nhóm là không thích Trang. Còn được mỗi mình và một bạn nữa là còn nói chuyện với Trang. Mình và Trang chỉ nói chuyện phiếm chứ không phải người thân của Trang và không liên quan đến Trang. Việc ai người ý làm Trang có lỗi thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mong mọi người đừng spam vào Facebook mình chửi bới. Sau bài này một tiếng, mình sẽ khóa Facebook một thời gian. Mong mọi người hãy dừng câu chuyện này lại. Kèm với đó, các tin nhắn trao đổi giữa bạn này và Trang sát thủ có nội dung như sau. Khi người bạn này rủ Trang đi đâu đó thì Trang sát thủ trả lời: "Để hôm khác đi, hôm nay bận lắm." Người bạn này nói: "Lúc nào cũng thấy bận thế, nhớ ới trước nhé." Thì Trang sát thủ trả lời: "Rồi, biết rồi, ở nhà xem like cô Hằng." Người bạn này đáp lời: "Suốt ngày Phương Hằng đau hết cả đầu." Thì Trang sát thủ nhắn đường link like của Nguyễn Phương Hằng giao lưu ngày 14 tháng 11, nhan đề Thiền Am về đâu đây? Và nói với người bạn này rằng: "Vào thả tim đi." Người bạn trả lời: "Thôi đau đầu lắm, còn bận kiếm tiền." Và kháy Trang là fan cứng có khác. Thì Trang sát thủ viết thêm: "Phấn đấu được như cô." Người bạn này cà khịa: "Hôm nào liên hệ xin cô ruột cho lên like cùng đi." Thì Trang sát thủ trả lời: "Xem like của cô học được nhiều thứ mà, chăm con này, chăm chồng này." Thì người bạn này trả lời: "Chăm chửi như hát hay nữa. Thôi ra ngoài đã." Trang kết thúc hội thoại này bằng hai chữ: "Đi đi." Vâng, qua động thái không chỉ rủ dê mà thậm chí còn gửi hẳn link tuyển nổ cho bạn và rủ bạn vào thả tim cho livestream hàng nứng thì có thể thấy là con Trang gì ghẻ này là một quận con hạng nặng chứ không phải là quận con nhẹ đâu. Và nó đã tuyên bố phấn đấu được như cô nó, nhưng do hồng phúc của gia đình nó hoặc là cũng là do may mắn mà nó đã được sộ khám trước cả cô nó. Mà nói như bình luận của một cư dân mạng thì là: "Cháu học tập phát huy lời cô dạy nên cháu sộ khám trước. Cô sắp theo cháu rồi." Vào đó hai cô cháu lại được ọp fan tâm sự trải nghiệm tình trường. Và các bạn lưu ý là quận con Trang sát thủ này đã học ở quận mẹ hừng nắng sự chăm chồng chăm con đây ạ. Và kết quả chăm con của dì ghẻ hờ Trang sau khi học tập tấm gương dì ghẻ Hằng là chăm con quá tốt tới mức con tắt thở tại nhà luôn. Và chăm chồng cũng giống luôn quận già, tức là cho chồng vào tù ạ. Giống nhau quá phải không ạ? Chỉ có điều con quận mẹ nó còn đang biết lấy tiền che thân như nó tuyên bố nên nó vẫn chưa sộ khám để trả giá tất cả các tội ác nó gây ra.